Cảnh báo, cấm ăn rau ngót nấu cùng với thứ này nếu không muốn ăn trọn độc tố, rước đống bệnh tật vào người. Rất vui được gặp lại quý cô bác trên kênh Yêu Sức Khỏe. Cô bác thân mến, mùa hè mà được ăn bát canh rau ngót thì thật là tuyệt vời đúng không? Không chỉ có giá trị dinh dưỡng mà rau ngót còn được biết đến là vị thuốc tự nhiên giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể, cực kỳ bổ máu. Tuy nhiên, rau ngót không lành 100% với tất cả mọi người. Trong một số trường hợp, nếu không dùng đúng cách, không đúng đối tượng thì rau ngót sẽ trở thành liều thuốc độc, tàn phá nội tạng cơ thể, rước thêm đống bệnh tật vào người lúc nào không hay. Vậy những sai lầm tai hại khi ăn rau ngót là gì? Xin mời cô bác cùng chương trình tìm hiểu ngay dưới đây. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về lợi ích của rau ngót. 1. Đầu tiên, rau ngót đánh bay các bệnh về huyết áp, tim mạch. Chắc hẳn cô bác chưa biết rằng, trong rau ngót có hợp chất barbaverin. Chính hợp chất này có tác dụng chống co thắt cơ trơn, giúp giãn mạch và cải thiện được các triệu chứng cao huyết áp cực tốt. Nếu cô bác gặp các vấn đề về tắc, nghẽn mạch hoặc bị xơ vữa động mạch, nhất là tai biến mạch máu não, thì có thể dùng rau ngót nấu canh hoặc luộc ăn hàng ngày sẽ rất hiệu quả. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, người huyết áp cao nếu thường xuyên ăn rau ngót có thể giảm nguy cơ bị tai biến mạch máu, xơ vữa động mạch gấp 3 lần so với những người không ăn. 2. Rau ngót hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Việc quan trọng nhất của người mắc bệnh tiểu đường là kiểm soát tốt lượng đường huyết và các loại thức ăn khi nạp vào cơ thể. Và trong rau ngót có chứa insulin, đây cũng chính là chất giúp cân bằng lượng đường và có tác dụng rất tốt trong điều trị tiểu đường cấp 1. 3. Rau ngót đẩy lùi lão hóa và ngăn chặn nám da. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, rau ngót chứa đựng hàm lượng lớn chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết giúp tăng cường đề kháng, đẩy lùi các sắc tố gây sạm da, nám da, đồng thời hỗ trợ tái tạo làn da cực kỳ hiệu quả. Các chuyên gia làm đẹp còn nhấn mạnh rằng, nguồn vitamin dồi dào có trong rau ngót còn giúp kích thích cơ thể tăng cường sản xuất collagen, duy trì độ căng mịn, săn chắc và ngăn ngừa quá trình lão hóa da. Do đó, chữa các bệnh về da bằng rau ngót là mẹo được các chị em săn lùng và áp dụng rất thành công tại nhà. Cách thực hiện rất đơn giản là đắp mặt nạ bằng cách giã nát rau ngót và cho thêm vào đó một chút gừng, sau đó đắp lên mặt trong khoảng 20 đến 30 phút rồi rửa lại với nước sạch. Kiên trì thực hiện 2 lần một tuần, chẳng mấy chốc là da dẻ của bác sẽ mịn màng, trắng sáng, tươi trẻ hẳn ra. Rau ngót có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe là vậy. Tuy nhiên, khi ăn rau ngót nhiều, cô bác thường vô tình phạm phải 3 sai lầm sau đây, biến rau ngót trở thành liều thuốc độc, hủy hoại gan thận, rước thêm bệnh vào người. Và dưới đây là những đại kỵ khi ăn rau ngót mà cô bác cần đặc biệt ghi nhớ. 1. Sai lầm đầu tiên, vò nát rau ngót khi rửa. Theo bác sĩ dinh dưỡng Hoàng Thụy Thí Hà, Viện Dinh dưỡng Lâm Sàng cho biết, việc làm đó không hề tốt như cô bác nghĩ đâu, vì làm như vậy sẽ làm giảm lượng dinh dưỡng của một số chất, nhất là các vitamin có trong rau ngót. Và bác sĩ cũng cho hay, để giữ được hương vị và đảm bảo nguồn dinh dưỡng tốt nhất có trong rau ngót, khi chế biến, cô bác nên để nguyên lá, không vò nát và ăn ngay sau khi nấu. Còn nếu muốn rau ngót chín nhanh và ăn mềm hơn, thì sau khi rửa sạch, trong lúc đợi nước sôi, cô bác có thể vò sơ qua rồi mới cho vào nấu. 2. Phụ nữ mang thai hãy tránh xa rau ngót nếu không muốn hại cả mẹ lẫn con. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng, run sợ khi nhớ lại. Chuyện là chị gái tôi mới bầu em bé đầu lòng được gần 3 tháng, nhưng do chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên vẫn cứ vô tư ăn rau ngót. Một hôm, thấy bụng đau dữ dội, ra máu, chị tôi vội vã đến bệnh viện khám, thì thai đã chết lưu. Nghe tin xong, chị tôi suy sụp hoàn toàn, khóc trong đau khổ dằn vặt. Không ngờ chỉ vì sự bất cẩn của bản thân mà đã làm hại đứa con còn trong bụng mẹ. Theo lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội, rau ngót giàu dưỡng chất, rất tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Nhưng phụ nữ có thai cần tuyệt đối chú ý khi sử dụng và tốt nhất là không nên ăn. Vì trong rau ngót có chứa barbaverin, một chất được tìm thấy trong cây thuốc phiện. Chất này gây kích thích cơ trơn, co thắt tử cung, dẫn tới hiện tượng sinh non hoặc sảy thai. Ngoài ra, trong lá rau ngót còn chứa một số chất làm giảm sự hấp thụ canxi và phốt pho. Phụ nữ mang thai khi ăn vào có thể bị hạ canxi và mất ngủ. Sai lầm thứ 3, hậu quả tai hại khi giảm cân sai cách bằng nước ép rau ngót sống.
Thời gian gần đây, một số tài khoản trên Facebook có chia sẻ thông tin rau ngót có chứa nhiều chất xơ, rất có ích với những người muốn giảm cân. Do vậy, một số chị em thừa cân truyền tai nhau về cách giảm béo bằng việc uống nước ép rau ngót sống hàng ngày. Như chị Hoàng Thị Oanh, 30 tuổi ở Bắc Giang, ngày nào cũng uống sinh tố rau ngót để giảm cân. Chị an tâm bởi rau ngót nhà chị tự trồng, rau rất sạch và an toàn, nên việc ép nước uống là điều mà chị hoàn toàn có thể làm được. Sau 2 tháng liên tục uống nước ép rau ngót, chị có xuống cân nhưng thấy sức khỏe sa sút nghiêm trọng, kèm theo là hiện tượng khó thở và căng thẳng đầu óc. Tuy nhiên, theo bác sĩ Đoàn Hồng, chuyên khoa dinh dưỡng cho biết, nếu uống nhiều nước rau ngót sống hàng ngày trong thời gian dài, có thể dẫn tới tình trạng ngộ độc Barbaverin, gây nghẽn phổi, khó thở, cơ thể suy yếu. Hơn nữa, một số trường hợp còn gặp phải các triệu chứng khác như đau nhức cơ thể, tăng huyết áp, đau đầu, thậm chí là thiếu máu ở não. Dù vậy, cô bác vẫn có thể uống nước rau ngót sống, nhưng chỉ nên 2 đến 3 ngày uống một cốc, không quá 200ml một ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. Hãy uống nước ép rau ngót khoảng 30 phút trước khi ăn. Thế mới nói, nếu biết cách tiết chế với liều lượng phù hợp, thì rau ngót sẽ phát huy công dụng giảm cân rất tốt. 4. Ăn nhiều rau ngót gây mất ngủ triền miên, chán ăn, suy nhược cơ thể. Mấy tháng trước, tôi có để ý chị đồng nghiệp luôn tỏ ra mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, không tập trung vào công việc. Hỏi ra mới biết thì chị bị mất ngủ mấy ngày rồi, cũng chẳng thiết tha ăn uống gì. Tôi mới khuyên chị đi khám. Hôm sau đến cơ quan, chị vội tìm tôi kể rằng bác sĩ chẩn đoán chị bị mất ngủ cấp tính, nguyên nhân không đâu xa, chỉ vì ăn rau ngót hàng ngày. Chả là thời gian vừa rồi, đang vào mùa rau ngót, đâu đâu cũng thấy bán. Thế là chị mua về, bữa thì nấu, bữa thì luộc, còn ép thành nước uống cho đẹp da trong cả tuần liên tiếp. Vì ăn quá nhiều rau ngót nên mới dẫn tới hiện tượng mất ngủ triền miên, chán ăn, cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Tuy triệu chứng mất ngủ sẽ hết sau một ngày ngừng ăn rau ngót, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người như người già, người có tiền sử bị mất ngủ hay khó ngủ thì tuyệt đối không nên ăn quá nhiều, tránh tiền mất tật mang, hối hận không kịp. Ngoài ra, ở phần trước chúng tôi cũng đã chia sẻ thì trong rau ngót có chứa một số chất làm cản trở quá trình cơ thể hấp thụ canxi và phốt pho. Do đó, không những phụ nữ có thai mà cả những người bị còi xương, suy dinh dưỡng, thiếu canxi hoặc những người đang gặp vấn đề về xương khớp cần tuyệt đối không ăn rau ngót quá nhiều, tránh lợi bất cập hại, tổn thọ chết non. Để không bị những nguy cơ trên khi ăn rau ngót, các bác sĩ khuyến cáo khi sử dụng rau ngót, mọi người chỉ nên ăn với số lượng nhỏ, vừa phải, tối đa là 50g một ngày và không ăn liên tục để đảm bảo sức khỏe. Đến đây, bản tin sức khỏe của kênh Yêu Sức Khỏe xin được khép lại. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho quý cô bác. Mọi thắc mắc vui lòng comment ở phần bình luận, ban biên tập sẽ giải đáp tận tình. Xin chào và hẹn gặp lại!